Các bác ơi, hiện tại Út đang có mặt trong rừng, đã đến rừng rồi mọi người. Đây vách đá này. Trong này thì rất nhiều cây thảo dược quý và ngày hôm nay Huân đang đi lấy rừng để lấy một số cây thảo dược để về hỗ trợ cho các bác đây. Các bác cùng theo dõi quá trình chia sẻ cũng như là những cái giá trị của Huân đem đến cộng đồng nha. Và đừng quên mình là lương y Huân, hiện tại Huân làm trong lĩnh vực đông y. Mọi người cần hỗ trợ gì có thể chia sẻ với Huân, Huân sẽ chia sẻ và giúp đỡ mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi. Let's go. Nếu các bác chị đang gặp tình trạng đau đầu gối, đau lưng, đau nhức các khớp nhá, thì đây là cái cây dành riêng cho các bác này. Đây gọi là cái cây cốt tay bổ, hay còn gọi là tắc cái đá. Đây mọi người nhá, cái cây này thì nó mọc ở cái bìa đá như này. Đấy, đây nhá. Đây, toàn thân của nó sẽ như này. Đây là cái lá của nó nhá. Đấy, mặt dưới lá này, thân cây này. Cây này sẽ màu, đây, cạo ra sẽ màu xanh như này mọi người nhá. Các bác chị đem về chúng nó sẽ cạo toàn bộ, lấy bỏ hết toàn bộ phần rễ đi. Đấy, sau đó mình có thể là mình phơi khô để dùng cho các bạn uống, hoặc là mình có thể ngâm tửu để sử dụng nhá. Đấy, đây này, mình sẽ cạo hết phần phần rễ đi này mọi người này. Đấy, sau đó mình sẽ rửa thật sạch, sau là mình phơi khô để dùng dần. Nếu các bác chị đang gặp tình trạng đau đầu gối, đau lưng nhá, mình có thể dùng ngay cái củ này nhá. Đấy, củ này gọi là củ tắc cái đá hay gọi là cốt tái bổ. Củ này rất tốt cho những ai đau nhức xương khớp rồi là yếu sinh lý, đau lưng mỏi gối nha. Đây, lại gặp một cây cốt tay bổ siêu to mọi người. Cái này chữa về đau nhức xương khớp rất hay nha. Có bác chị nào gặp tình trạng đau nhức xương khớp, đau đầu gối nhá, đi rừng gặp cái này thì lấy ngay về sử dụng nhá. Đây mọi người thấy không, to chưa? Đây, siêu to khổng lồ. Đây lá của nó mọi người, siêu to. Đây nữa mọi người, ui ui nhiều quá. Đây, đây có gì thấy không? Này, nhiều lắm. Đây. Ui ui, nhiều thế. Đây. Đấy, một gốc đây mọi người. Đây, ui ui. Bám vào cái thành đá mọi người này. Đấy. Nhiều chưa? Còn rất là nhiều dưới này nữa mọi người. Đây. Đấy. Đây, ui ui. Thấy không? Đây. Này. Đây nhá. Dễ còn muốn bám mọi người thấy không? Đây là lá đấy mọi người, to chưa? Mọi người đi rừng gặp cái này thì lấy ngay về sử dụng nhá. Cái rất là to. Đây mọi người nhá. Ui ui, đi một đoạn là có một đống luôn mọi người. Đây cây rất to luôn. Đấy, bây giờ Huân tiếp tục đi lấy nhá. Ui, đây toàn núi đá đấy mọi người ạ. Đây khu vực núi đá rất là nhiều. Đây ui ui nhiều thế. Ui này, một loạt luôn mọi người. Ui, thấy không? Củ to chưa? Củ này thì vừa ngâm tửu được, vừa là đun uống được các bác chị nhá. Rất nhiều luôn. Đấy, củ nào đã mọc thì mọc rất là nhiều. Đây mọi người nhá. Đấy, và bây giờ tôi sẽ đem về. Trước đây tôi sẽ chia sẻ với mọi người cụ thể cái cách làm nhá. Cạo vỏ này, phơi khô này, sau đó thì đem ngâm tiểu để sử dụng nhá. Đây mọi người nhá, đây là cái cây tắc kè đá này. Đấy, mọi người thấy không, bám vào đá này, còn là gọi là tắc kè. Đấy, bám đá gọi là tắc kè đá. Rất nhiều luôn mọi người. Ui củ siêu to luôn. Ui tắc thế nhỉ. Đấy này, mọi người thấy nhiều chưa? Đây. Đây. Đây này, ấy. Đây, ui ui củ. To chưa mọi người? Siêu khủng. Đây mọi người, siêu khủng luôn này, củ tất cả đá. Quá to luôn. Đấy, chiến lợi phẩm buổi sáng ngày hôm nay.